Giá để tranh chữ A hay gọi tắt là giá chữ A, chuyên dùng trong các nhà hàng, cửa hàng, hội chợ, triển lãm, phòng tranh. Sản phẩm có thể điều chỉnh cao thấp tùy theo nhu cầu sử dụng. Nội dung treo đẹp nhất chiều cao là 60cm, chiều ngang không hạn chế. Với cấu tạo 3 chân vững chắc tạo độ chắc chắn khi trưng bày. Được sơn tĩnh điện màu đen, sản phẩm gọn nhẹ, dễ di chuyển lắp đặt ngay cả trong không gian hẹp.